năm dấu hiệu chứng tỏ anh em đã trưởng thành trong năm nay một cuộc chiến giữa cảm xúc và lý trí dần biến mất hầu hết những sai lầm khi ra quyết định mà chúng ta mắc phải là do sự không đồng bộ giữa cảm xúc và logic của chúng ta cho dù đó là trong công việc mối quan hệ hay cả tài chính lý do chính đằng sau những điều này là nguồn gốc của cả cảm xúc và lý trí khác nhau tôi ví dụ khi các ông rất thích một đôi giày lý trí bảo các ông không mua vì phải tiết kiệm tiền nhưng cảm xúc thì lại rất thích và muốn có ngay khi trưởng thành, anh em sẽ thấy những sự rằng con này đang giảm dần. Đó là bởi vì cả cảm xúc và lý trí bắt đầu thống nhất với nhau vì chúng ta đã xác định được quan điểm sống của cuộc đời mình. Vẫn là ví dụ trên. Nếu anh em theo quan điểm thỉnh thoảng nên thưởng cho bản thân một món đồ yêu thích vì chúng ta đã làm việc chăm chỉ thì các ông sẽ mua ngay thay vì đắn đo. Còn nếu các ông đang có những dự định xa hơn, lớn hơn và sẵn sàng hy sinh vài sở thích thì sẽ không mua mà không phải nuối tiếc quá nhiều. 2 khám phá nhiều hơn về tiềm năng của mình khi trưởng thành. Người ta có xu hướng chọn làm những gì mình sợ và chính điều đó giúp cho các giới hạn của bản thân được mở rộng. Ví dụ, nếu các ông từng chỉ chọn những cuốn sách mình thích để đọc, thì trưởng thành là khi các ông chọn đọc cả những lĩnh vực mà không liên quan đến mình để nâng cao kiến thức của bản thân. Ví dụ nếu các ông là một người thường bị đông trong các mối quan hệ, thì trưởng thành là khi các ông chủ động hơn và phát hiện ra mình cũng có kỹ năng tán gái. 3. Giảm sự trì hoãn việc hôm nay không còn để ngày mai làm. Những lời cần nói cũng không còn ngượng ngùng nữa. Các ông hiểu giá trị của thời gian cũng như nghiệm ra một sự thật nghiệt ngã rằng có những chuyện nếu như không làm ở thời điểm này thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội lần hai. 4. Bình tâm trước những sự kiện bên ngoài có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và chúng ta không thể kiểm soát một phần lớn những điều đó chính những tình huống này khiến chúng ta lo lắng và nghi ngờ rằng liệu mình có sẵn sàng đối mặt với nó hay không trưởng thành rồi các ông sẽ bất nghĩ nhiều đến phần tiêu cực vì việc gì xảy ra nhất định sẽ xảy ra thay vào đó hãy chuẩn bị tinh thần kỹ năng và kiến thức để đối diện với nó năm phân loại những ưu tiên trong cuộc sống trưởng thành là khi các ông nhận ra sự giới hạn của thời gian cũng như sự giới hạn của bản thân mình các ông không đủ khả năng để làm tất cả mọi việc các ông không đủ khả năng để làm hài lòng tất cả mọi người các ông không đủ khả năng để chia đều thời gian cho tất cả các việc và tất cả các mối quan hệ vậy nên hãy ngừng quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ và ý kiến của người khác hãy phân loại quyền ưu tiên cho các loại công việc cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống đừng dành thời gian cho những việc không quan trọng và cho những người không xứng đáng